Chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh Việt Phú. Hôm nay thì Việt Phú xin giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú một số các loại thực phẩm chức năng dành cho nam giới mà khách của bên Việt Phú thường hay đặt. Thì thực ra thì em cũng khi nào cũng có những cái khách hàng đặt về những cái sản phẩm như này về Việt Nam. Tuy nhiên thì việc em có đăng lên trên trang Facebook của bán hàng hoặc là Zalo. Còn video thì thi thoảng em tiện thì em sẽ đăng lên luôn thôi, chứ không phải lúc nào em cũng có hàng gì em cũng đăng, thì nó nhiều quá không làm xuể. Về thời gian đi làm việc ở bên này cũng làm ca nên là thời gian nó cũng hơi 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 hạn hẹp một chút. Nếu làm ca đêm thì hầu như là hết không làm được việc gì, nên là thi thoảng có video chú viện chị của chú cùng xem. Cho nên xin giới thiệu đến quý vị như chú một số là sản phẩm chức năng mà dành cho nam giới, bộ thận trắng dương. Mà bên em thì thường được các quý anh chị cô chú ở Việt Nam đặt. Thì ngoài ra thì vẫn còn những cái sản phẩm khác, như là cái sản phẩm đồng hồ thông minh Qcà này là một sản phẩm rất là tốt. Em có thể đánh giá trong cái mức tầm hàng giá rẻ thì cái sản phẩm này có vẻ là tốt nhất trong các sản phẩm em đã từng thấy. Đối với cái sản phẩm mà tầm trên dưới 1 triệu một chút đấy, thì nó là có thể nói là sản phẩm ok nhất. Còn ngoài ra các sổ tai nghe SEO này thì đây là phẩm này là 680.000, 680.000 về Việt Nam này đấy. Thì hàng về Việt Nam thì quý vị sẽ phải thanh toán thêm cái tiền cước bưu điện Việt Nam thôi. Đối với hàng phẩm như này chắc là cước ở vài chục đấy. Vì người ta mua hàng ở Việt Nam mua qua Lazada hay mua qua Shopee ấy, thì người ta liên kết với nhau các đơn vị vận chuyển, người ta free ship. Nhưng tuy nhiên thì bên em hoặc là các anh em khác gửi bên hàng này về thì không có liên kết với các bên vận chuyển đấy, nên là vẫn phải mất phí nha quý vị nhé. Mất vài ba chục nghìn một sản phẩm nhỏ, một cái đồng hồ Royale nhỏ như thế này thì chắc là mất tầm 30.000 thôi mấy đấy. Nó thì vẫn còn những cái sản phẩm như là cái tông đơ 6 chức năng này, cắt này, cạo râu rồi máy mũi này các thứ. Ngoài ra thì với cái sản phẩm chính là laptop thì bên em thì khi nào cũng cũng có rất là nhiều, khi nào cũng có khách đặt rất là nhiều. Mà em cũng laptop thì em không có đăng video lên trên YouTube quý vị này. Dao rồi giày laptop em khi nào cũng nhiều laptop trong nhà. Thì quay lại chủ đề chính hôm nay thì các cái sản phẩm bộ thận trắng dương mà các anh các chú hay đặt đến em nhất. Cái sản phẩm này thì là tất nhiên là 100% là made in Japan quý vị nhá. Hàng là hàng chuẩn, không có chuyện hàng ôm nhiều nên là giá rẻ nhá. Và cũng không có chuyện là giá so sánh được với hàng ở Shopee đâu. Shopee ở Việt Nam thì em không biết nguồn gốc như thế nào. Tuy nhiên thì nếu so sánh với cái giá gốc mua ở bên này còn thấp hơn cái hàng giá gốc mua ở bên này luôn. Và nhiều anh em có bình luận là có thể thương lượng với nhà bán hàng để mua nhiều. Thì cái đó là tất nhiên là ai cũng biết cái điều đó. Tuy nhiên là visa do lao động của em cũng như là các anh em ở bên này ấy, mà bán hàng là bán thêm nha quý vị nhé, thì là cái visa là visa lao động, không có chuyện là visa thương mại, visa bán hàng. Nên cái việc đàm phán với nhà bán hàng để ôm một cái số lượng hàng nhiều với mức giá rẻ hơn là không có nhé. Em khẳng định với quý vị là không có. Từ khi quý vị sang đây với cái visa đi kinh doanh, doanh nhân thì quý vị có thể mà đúng với cái mặt hàng mà quý vị đăng ký kinh doanh thì quý vị có thể là mua số lượng nhiều với mức giá rẻ nhé. Còn những anh em bán hàng như em đây này, ở bên này về mà đăng lên YouTube mà bảo ôm hàng nhiều sẽ được giá rẻ hơn là bốc phét này. Hàng là hàng Trung Quốc, nó thẳng với vị cho nó nhanh. Hàng bên này người Việt Nam bán hàng Trung Quốc nhiều lắm, nó thẳng một câu vậy cho nó nhanh. Còn mấy ông mà cứ bán hàng cứ bảo ôm nhiều cái sản phẩm chức năng này mà giá rẻ rẻ hơn ở Shopee Việt Nam bán hàng Trung Quốc, quý vị là khi nào thấy ông nào mà cứ bảo ôm nhiều giá rẻ thì quý vị so sánh giá với Shopee mà thấy nó thấp hơn Shopee nữa thì là trật rồi. Đây, thì cái sản phẩm đầu tiên em giới thiệu lại quý vị là cái sản phẩm Fujisumo. Cái này là tất nhiên là made in Japan quý vị, có dòng chữ made in Japan ở ngay bên trên dòng Fujisumo. Đấy, thì đây là sản phẩm rất nổi tiếng của Nhật Bản. Cả về Việt Nam mình cũng rất là nổi tiếng. Cái sản phẩm này có 100 viên, uống nó khoảng 50 ngày. Cái này thì khách bên em cũng có khách thấy sản phẩm này rất là nhiều rồi. Anh ấy có phản hồi là cái việc tăng cường cái sức khỏe này, ngoài là cái việc cải thiện sinh lý cũng như tăng cường sức khỏe và có cái chức năng cải thiện cái suy nhược cơ thể nữa. Thì anh ấy hết anh ấy là lấy thường xuyên một lần 3 hộp như thế này, anh ấy sẽ lấy liên tục. Đấy, khi nào hộp như khi nào hết là anh cũng lấy.
Thì cái giá của cái này thì cũng trên 1 triệu về Việt Nam nha quý vị nhé. Date thì đến tận 2024 luôn. Made in Japan, Shizuoka, là sản xuất ở Shizuoka này. Đây là sản phẩm nổi tiếng tại Việt Nam này. Còn cái sản phẩm thứ hai mà nổi tiếng nhất nhì ở bên Nhật này, nó được dùng phổ biến nhất ở bên Nhật này, vì nó là cái sản phẩm có chức năng tốt, giá thành hợp lý. Cái này thì giá về Việt Nam thì tầm 400.000 một chút thôi. Giá cái này là 120 viên, dùng trong vòng 30 ngày nha quý vị nhé. Ngày 4 viên này, có ghi ở dưới hộp này. Cái này thì date cũng đến tận 2024 luôn. Đấy, đến tháng 5 2024 nha quý vị nhé. Cái hàu này là hàu Hiroshima, là hàu có cái hàm lượng cao nhất ở bên Nhật này luôn đấy. Nên là Nhật này dùng cái này có thể nói là phổ biến nhất, vì giá hợp lý nhất và cái chất lượng cũng rất là tốt. Ngoài ra thì có một cái sản phẩm Macastin này. Macastin này thì cũng rất là nổi tiếng ở Việt Nam mình luôn. Với tiếng vang cũng ở Việt Nam mình cũng cũng rất nổi tiếng. Tất nhiên là cũng hàng hàng nguyên siêu dán tem nhé, có tem đến date từ 2023 tháng 6 2023. Hộp này thì có 200 viên và mỗi ngày uống 10 viên. Thì cái sản phẩm này thì qua các sản phẩm dùng thì Việt Phú nhận định là cái sản phẩm này có tác dụng có thể nói là ok. Đấy, rất là ok. Giá của nó thì nó cao hơn hai sản phẩm này. Nó cũng là trên 1 triệu như vậy nhá, mà giá cao hơn cái mấy sản phẩm này. Chất lượng nó rất là ok, một ngày 10 viên. Đấy, thì ngoài ra thì các sản phẩm khác như là body, cái này là đánh tan mỡ mông rồi tay các thứ đấy. Thì ngoài ra thì có các sản phẩm chống nắng, thì bên em cũng một số chị có đặt đấy, thì cũng như là cái sản phẩm chống nám cho các chị em có tư đấy. Thì em xin giới thiệu quý vị anh chị chỗ một số sản phẩm mà khách hay đặt tại bên em. Cũng xin trân trọng cảm ơn quý vị đã tin tưởng và ủng hộ Viết Phú, và rất mong sẽ được quý vị ủng hộ, đăng ký kênh ủng hộ cũng như là ủng hộ các sản phẩm bên Viết Phú nhiều hơn. Em xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau.